Xin chào tất cả các bạn, lại là Từ đây. Các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng nhau tô một bức tranh mô lang và hai bông hoa này nhé. Các bạn ơi, như vậy là chúng mình đã tô màu xong bức tranh về mô lang này rồi đấy. Để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo thì các bạn nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé.